dưới kia là, không lẽ dưới kia là thành phố Bảo Lộc? Đúng, chính xác. Bây giờ mình đang ghé siêu thị mua ít đồ. Cái này là mình không có chuẩn bị trước nha. Mình lên dọc đường thì mình ghé mình mua đồ camping thôi, chứ không có mua trước, giống như kinh nghiệm như mấy lần trước. Wow. Sốt đâu anh? Sốt đâu anh? Sốt ướp thịt nướng. Ok là một củ được ha. À, quầy thịt nè, mình sẽ phải tự lấy thịt ha. Mình sẽ nướng thịt này. Anh ơi, mới đi lần đầu mà anh biết chắc như đinh đóng cột luôn. Nãy giờ là toàn lạnh đoán không đó. Em không tin anh gì. Nãy cái đoạn đường đó em tin rồi. Hai xe né được mà. Hay quá. Đường đan đẹp vậy còn phế gì nữa. Đâu còn đất đỏ đâu á, đường này mà đường đất đỏ nãy á là thôi á. Đúng, má tới đỉnh rồi mà lên ơi, hay quá là. Bay cam. À. Đúng rồi, có xe máy sẽ lên đó. Đoán coi. Hay là đi vòng một ngày nó qua bên đó ta. Thì cái này đang lên cái đồi nè, lên cái núi nè. Lỡ quá. Mưa xuống, xuống thì được rồi đó. Không phải. Đường này không sợ lún. Chơi cái đầu đất đỏ là anh còn nhùng nè. Đất đỏ ngoài xe bán tải anh còn nhùng. Chứ ở đường này cỡ nào không bươm. Body nha. Body mày dướng á. Bó. Đúng body không? Giữ nguyên. Rồi qua luôn đi. Đúng body. Nó bê bên đó không được. Không, nó cạp body. 1, 2, 3. Lấy luôn. Rồi giữ luôn. Cạp body chưa? Chưa quá rồi. Để thẳng luôn. Đúng rồi, rồi đạp lên luôn. Hiện tại mình đang ở trên núi Đại Bình nè mọi người. Mình sẽ dựng liệu ở đây nha. Ai chơi góc đó? Em chơi góc nào vậy ta? Nè dọc đây đi. Ừ. Đốt đây. Ê, không có lấy củi đốt bằng gì. Nè dựng lại trước đi. Củi lát nữa đi em đi kiếm nha. À thì một lát nữa mình mọi người sẽ chia nhau đi vòng vòng đi kiếm củi nha mọi người. Ôi, mùi nước lần rồi. Chỗ này mình lưu lại để mốt mình lên đây chơi tiếp. Cái có chữ ở ngoài á. Chữ đâu? Đúng rồi. Có, cái lều này mình mua mình ngủ được hai lần này, lần thứ hai. Chữ đầm ri mới tới Bảo Lộc. Lẽ mình đường mình vô là cái mặt này á, cái mặt này là không phải Bảo Lộc, có cái Bảo Lộc đâu nhỏ vậy anh, nhỏ không? Rửa hả? Không, than này là than nướng. Bây giờ em có rửa thịt không để anh còn biết anh còn đổ đốt thịt vô. Đó, gầm rồi kìa. Tối nay mưa nha. Má tu vậy rồi thằng Hiếu nó an toàn hơn mình nữa. Lắm hiểu không? Đây là cái rẫy. Mình đi sao mình chán á. Không nhiều. Mình tìm cung mới không? Thôi anh hả? Anh lưu nhiều cung lắm. Lưu trên Google Map. Anh lưu để anh share cho người ta đúng không? Anh không bao giờ anh quay lại. À không, anh chưa quay lại chỗ nào. Anh mới đi lần thứ hai rồi. Mấy cái kêu gặp giờ mới đi gặp lần hai thôi. Giờ kêu quay lại là quay lại đâu?
đem lên. Để em gửi cho cậu ba nha. Có một pha bay. Thế là vừa đúp hay nha. Hả? Vừa đúp ra. Tắm heo, có tắm được không? Đang siêu tắm heo chi vậy? Mát rồi ha. Mát rồi đó. Ừ. Đây đây, đây hả? Có tính tắm không? Em mua ba bình này lận mà. Ừ. Một bình để tắm. Đúng rồi, nó phải tắm chứ anh trời ơi. Không, bạn này tắm nè. Ừ. Bạn tắm nè. Bình tĩnh em yêu. Nhiều mà từng phật ghê vậy. Đúng rồi. Cái bình ga đi thấy lắc lắc á. Ga nó ra hơi gấp. Vội vã, vội vàng đổi thay, còn nhanh hơn một mũi tên bay. Giờ lao thẳng đến tìm tôi đây. Đắng cay là như thế đây, mới đo vần. Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi trong bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình thắm cuối không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lờ.